Annyeonghaseyo. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì cuối tuần là mình cũng xin làm một cái video ngắn để thông báo cho các bạn mà đã thi xong rồi đang đợi cấp phép ấy, là cái lịch cấp phép lao động EPS Topic của Hàn Quốc là đợt 2 năm 2021. Thì sau đây là mình vào cái tin tức ở trang EPS.go.kr này nhé. Thì đây là cái thông tin cấp phép đợt 2 năm 2021 này. Đấy, thì mình xin nói qua về vì có nhiều bạn hỏi là một năm có bao nhiêu đợt cấp phép vào thời gian nào ấy, thì mình cũng xin nói thông báo cho các bạn là thông thường ấy là nếu như mà không có vấn đề gì thay đổi, ví dụ như dịch bệnh hay gì đó, thì là trong vòng một năm ấy nó sẽ có 4 đợt cấp phép. Có nghĩa là cái thời gian mà cho các công ty họ đăng ký tuyển người đấy là vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Thì cái lịch mà cấp phép ấy thường nó rơi vào tháng tháng 2 này, tháng 5 này, tháng 8 và tháng 11. Đấy, có nghĩa là họ tháng 1 họ đăng ký thì bắt đầu lịch cấp phép nó rơi vào tầm tháng 2, tháng 3 gì đó. Đấy, tương tự như là tháng 4 họ đăng ký thì lịch cấp phép nó thường rơi vào tầm tháng 5. Đấy, thì đây là cái trên màn hình, đây là cái lịch cấp phép đợt 2 năm 2021. Thì đây là đây đợt 2 năm 2021 đây. Thì mình xin dịch qua những cái thông tin chính để cho các bạn cần quan tâm nhé. Thì cái đợt 2 này thì nó cũng đây là cái chỉ tiêu cho từng ngành này. Đấy. Thì thứ nhất là ngành Chechoop, là ngành sản xuất chế tạo đấy, là 4.630 người, và có thể là dao động thêm một số người nữa. Tiếp theo là ngành nông nghiệp. Ngành nông nghiệp thì là lấy 860 người và cũng có thể là dao động, nói chung ở dao động trên dưới ở cái mức có thể là hơn cái mức 860 người này. Tiếp theo là ngành ngư nghiệp là 450 người đấy. Và tiếp theo là ngành xây dựng là 300 người. Thì xem qua thì mình cũng thấy cái đợt 2 này là nó lấy số lượng người là y hệt như đợt 1 đấy. Thì chắc là bây giờ họ họ lấy một cách gọi là có quy củ rồi. Và đấy là cái chỉ tiêu cho từng ngành nhé. Và lưu ý là đây là cái chỉ tiêu này là dành cho tất cả 16 nước ở mà Hàn Quốc tuyển lao động nhé. Tuy nhiên thì cái lao động Việt Nam ấy thường là bên Hàn này họ cũng dùng nhiều, cho nên là các bạn cứ hy vọng và chờ đợi nhé. Thì tiếp theo đây là cái lịch cấp phép cụ thể cho từng ngành này. Thứ nhất là ngành sản xuất chế tạo này. Ngành sản xuất chế tạo là cái lịch cấp phép của nó rơi vào từ ngày mùng 7 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 5 năm 2021. Và không tính thứ bảy chủ nhật nhé, bởi vì là thứ bảy chủ nhật họ nghỉ. Tiếp theo là những cái ngành như là ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng, thì lịch cấp phép của nó là rơi vào từ ngày mùng 3 tháng 5 đến ngày mùng 6 tháng 5 năm 2021. Đấy. Tiếp theo thì nó có một cái lịch gọi là lịch cấp phép dành cho những cái doanh nghiệp mà bị trì hoãn lại từ những đợt trước đó. Thì là lịch của nó là từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 18 tháng 5. Đấy, và tiếp theo nó có một cái đợt nữa đó là gọi là bổ sung, cấp phép bổ sung. Thì từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2021. Đấy, thì trên đây là mình xin làm một cái video ngắn để gọi là thông báo cho các bạn cái tin lịch cấp phép đợt 2 này. Đấy, thì vào những cái ngày này, vào tháng 5, nó rơi vào hoàn toàn vào tháng 5 nhé. Thì các bạn đến tháng 5 các bạn chú ý những cái ngày này và xem truy cập vào cái trang theo dõi tiến trình nhập cảnh của mình đấy, để mà xem là mình có được cấp phép hay chưa, để mà mình chủ động trong cái việc mà chuẩn bị tiền cũng như là trăm triệu ký quỹ và hồ sơ này nọ. Đấy. Thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình, và các bạn cũng có thể là vào cái trang web này này, trang web của mình là epstopicvietnam.com, và mục tin tức ấy, thì mình cũng dịch qua và mình cũng đăng lên đấy rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm ở đây. Đấy.
Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau.